Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn yêu Lan. Hôm nay vườn Lan Cường Thúy nhà em xin giới thiệu đến mọi người một mặt hàng, đó là châu Thái ạ. Để tri ân khách hàng thì hôm nay vườn Lan nhà em sẽ có một khuyến mại siêu khủng các bác nhá. Cứ mua một mã hàng nhà em sẽ giảm 50k ạ. Giảm 50k trên một mã hàng nhá. Châu Thái hoa màu sổ số mọi người này. Toàn bộ cây đã ra rễ non rồi nhá. Bây giờ em xin giới thiệu từng mã hàng một cho mọi người xem ạ. Mã thứ nhất ạ. Mã số 1 mọi người này. Mã số 1 nhá. Em giơ từng cây cho các bác xem. 1 này. 2 này. Đây mọi người thấy không ạ? Cây rất là khỏe nhá. Cây rất là khỏe và cứng cáp ạ. 3 này. 4 này. 5 này. 6 cây này. Mã số 1 này. Mã số 1 là có 6 cây nhá các bác nhá. Mã số 1 tổng cộng là có 6 cây ạ. Và mã này có giá là 400k. Em sẽ giảm 50k một mã hàng là còn 350k nhá các bác nhá. Mã thứ nhất này, 350k này, được 6 con nhá mọi người nhá, được 6 con trâu ạ. Đây. Đây các bác có nhìn thấy không ạ? Rễ non nó đang bật ra rồi nhá. Rễ non nó đang bật ra rồi này. Những cái con như thế này thì về mọi người có thể ghép luôn cho ghép luôn nhá, ghép được luôn nhá mọi người nhá. Đây ạ. Tiếp đến ạ. Mã số 2 nhá. Tiếp đến một mã nữa này mọi người này, mã số 2 này. Mã số 2 này là có 6 cây nhá. Em sẽ giơ từng cây một cho các bác xem ạ. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 cây này. Mã số 2 này có tất cả là 6 cây ạ. Và mã này giá ban đầu là 350k. Hôm nay tri ân khách hàng em sẽ giảm 50k là còn 300k mọi người nhá. 6 con trâu 300k này. Trâu Thái hoa màu sổ số ạ. Có rất là nhiều cây này, mã này có 10 cây nhá các bác nhá. Mã này có những 10 cây các ạ. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này, đây mọi người ơi có thấy cái rễ non nó ra không ạ? 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 10 cây nhá. Đây là mã số 3 này. Có 10 con này. Giá cũ là 400k mọi người nhá. Hôm nay sẽ giảm 50k một mã hàng này, là còn 350k mã số 3 nhá. Mã số 3 là còn 350 này. Mã tiếp theo này. Ui, lá mít này. Mã này là mã lá mít nha mọi người nhá. Mã số 4 ạ. Mã số 4 này có 5 con này. Đây mọi người có thấy không ạ? Lá mít này, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 con ạ. Mã số 4 này có 5 con các bác nhá. Mã số 4 này có tất cả là 5 con này. Đây ạ, mã số 4 này có giá là 550k nhá. Sau khi đã bớt 50k ạ, mã số 4 còn 550 ạ. 550k được 5 con trâu này cả nhà này. 5 con trâu Thái hoa màu sổ số nhá. Đây là mã số 4 ạ. Tiếp đến mã số 6, mã số 5 mọi người nhá. Tiếp đến mã số 5 này, mã số 5 này cũng là 5 cây ạ.
em sẽ quay từng cây một nhá, quay rõ từng cây một cho mọi người xem ạ. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm con nhé mọi người nhá. Mã số 5 này, mã số 5 này là 5 cây này. Và mã số 5 này có giá là 500k. 500k ạ, sau khi bớt đi 50k ạ là còn 500k nhé mọi người nhá. Mã số 5 này 500k này. Được 5 con ạ, mã số 5 này. Được 5 con nhá. 500k mã này ạ. Đây ạ. Mọi người ơi, để mà cách chăm sóc trâu này rất là đơn giản mọi người nhá. Cách chăm sóc cái hàng trâu này rất là đơn giản ạ. Khi mà mọi người nhận hàng ạ thì mọi người có thể pha một chậu nước có pha B1 và Atonic, mọi người ngâm trâu vào đấy giúp em, ngâm được khoảng 10 đến 15 phút. Sau khi đó mọi người hãy vớt ra. Mọi người treo ngược cái cây này lên khoảng 15 ngày. Khi mà rễ non ạ, những cái rễ non như thế này ạ, nó bật ra thì khi đó mọi người hãy ghép vào chậu hoặc là khí vào gỗ nhá. Tiếp ạ. Em sẽ giới thiệu đến mọi người một mã tiếp theo là mã số 6 này. Mã số 6 này thì có 6 cây ạ. Mã số 6 này có 6 cây nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Mã số 6 này có 6 cây nhá. Giá cũ của nó là 350k ạ. Bớt 50k là mã này còn 300k mọi người nhá. Mã số 6 này, 6 cây ạ. 300k mã này nhá. Đây. Mọi người yên tâm nhá, cây rất là cứng cáp và khỏe nhá. Cây rất là cứng cáp và khỏe ạ. Mã số 6 này. Còn 300k ạ. Còn 300k mã này nhá. Sang mã số 7 ạ. Mã số 7 này thì cây nhỉnh hơn ạ. Mã số 7 này thì cây to hơn mọi người nhá. Mã số 7 này có 3 cây này. Mã số 7 này có 3 cây này mọi người này. 1 này, 2 này. Đây ạ, 2 này. 3 cây này. Số 7 này có 3 cây này. 3 cây này. Mã 7 này giá cũ là 450k, bớt 50k là còn 400k các bác nhá. Mã số 7 3 cây 400k ạ. Đây mọi người nhá. Sang mã số 8 các bác nhá. Sang mã số 8 ạ. Mã số 8 này có 5 cây ạ. Mã số 8 này có 5 cây mọi người nhá. Đây để em cho mọi người xem từng cây ạ. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cây này, 5 cây này. Mã số 8, mã số 8 ạ. 5 cây ạ, giá cũ là 600k, bớt 50k là còn 550k nhé các bác nhé. Đơn 5 cây này, mã số 8 là đơn 5 cây này, 550k ạ. Còn 550k 5 cây này. Cây nhá, cây rất là cứng cáp và khỏe mọi người nhá, rất là cứng cáp và khỏe ạ. Đây, mọi chi tiết thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại 0817892229 hoặc 0981550768 mọi người nhá. Đây để em giới thiệu đến mọi người mã số 9 nhá. Mã số 9 này có 5 cây ạ. Mã số 9 này có 5 cây đây mọi người nhìn thấy không ạ? Cái rễ non nó đã bật ra rồi này. Rễ non nó đã bật ra rồi nhá. Chứng tỏ cây rất là khỏe và cứng ạ. Cây rất là khỏe và cứng nhá. Đây ạ, cây số 1 này. Cây số 2 này. Cây số 3 này. Cây số 4 này. Cây số 5 này. Mã số 9 này 5 cây này. Sau khi bớt 50k nhá thì mã số 9 này là còn 400k ạ.
400k này. Mã số 9 này có giá là 400k các bác nhá. Đấy ạ. Sang cái mã cây cuối cùng ạ, sang mã cây cuối cùng này là mã số 10 nhá mọi người nhá. Mã này thì có 3 cây ạ. Mã này thì có 3 cây này. 1 này. 2 này. 3 cây này. Mã số 10 có 3 cây mọi người nhá. Mã số 10 có 3 cây ạ, giá cũ là 400k này. Bớt 50k là còn 350k nhá. Đơn 3 cây này là 350 cả nhà nhá. Đây ạ, mã số 10 này, 3 con này, 350k ạ. Toàn bộ đơn hàng hôm nay nhá, mỗi đơn hàng em sẽ giảm 50k trên một mã ạ. Giảm 50k trên một mã hàng mọi người nhá. Sẽ giảm 50k trên một mã hàng ạ, dành một ngày để tri ân khách hàng nhá. Mọi chi tiết thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại 0817 892 229 hoặc 0981 550 768 ạ. Mọi người cũng có thể ấn vào đăng ký kênh YouTube Vườn Lan Cường Thúy của nhà em để cập nhật hàng mới về hàng ngày các bác nhé. Đây ạ, trên đây là một số đơn hàng mà em quay trực tiếp cho mọi người ạ. Để đặt hàng thì mọi người hãy gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của nhà vườn giúp em nhé. Em chào các bác ạ.